Hello, chào mừng đã quay trở lại với Tokyo Camera. Và mới đây thì nhà DJI đã cho ra mắt sản phẩm mới nhất, đó là chiếc FPV drone Avatar 2. Và một câu hỏi như thường lệ được đặt ra cho những cái người làm nghề hoặc là những ai chơi FPV drone rằng là có nên nâng cấp và sử dụng Avatar 2 hay không? Thì trong video hôm nay thì mình sẽ đặt lên bàn cân so sánh giữa phiên bản đàn anh DJI Avatar và phiên bản DJI Avatar 2 mới ra mắt. Và nếu bạn là người bắt đầu tìm hiểu thì cũng đừng bỏ qua video này, bởi vì nó sẽ giúp bạn hiểu hơn một chút về những cái sản phẩm dòng FPV drone. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa ngoại hình của hai máy. Body máy Avatar 2 được thiết kế thấp hơn một chút, thon gọn và dài hơn so với phiên bản cũ. Tuy ngoại hình có một số thay đổi nhưng nó vẫn giữ được trọng lượng nhẹ, thậm chí là nhẹ hơn so với phiên bản Avatar. Nhờ đó mà thời lượng bay tối đa của Avatar 2 được cải thiện lên tới 23 phút. Về phần cánh quạt thì không có thay đổi nhiều, nó vẫn giữ được thiết kế nhỏ gọn và rất là chắc chắn với các vòng nhựa bảo vệ xung quanh. Cảm biến là phần không thể thiếu trên những chiếc drone của DJI. Cảm biến của Avatar 2 được nâng cấp thành mắt cá, không giống như phiên bản Avatar trước, chỉ có thể nhận diện vật cản ở phía dưới. Thì nay nó có thể nhận diện được vật cản ở cả phía dưới và phía sau, giúp giảm thiểu va chạm khi chúng ta bay dưới thấp mặt đất hoặc là khi bay lùi. Nhưng mà hãy lưu ý rằng kể cả khi máy phát hiện ra vật cản thì drone cũng sẽ không tự động tránh như các sản phẩm flycam. Theo mình nghĩ thì với cái thiết kế mới này thì Avatar 2 sẽ có một cái hiệu quả sử dụng tốt, có độ an toàn cao mà vẫn có thể cho người dùng một cái cảm giác rất là chân thực. Có một điều mà mình rất là thích ở Avatar 2 đó là cái phần pin của máy đã được cải thiện rất là đáng kể. Ngoài việc Avatar 2 có thời lượng pin trâu hơn, thì thiết kế của pin cũng được thay đổi. Ở phiên bản Avatar trước thì mình đã phải rất là chật vật mỗi khi tháo lắp pin vì cái lẫy của nó rất là chặt và khó bấm. Nhưng đối với Avatar 2 thì điều này không còn là vấn đề nữa. Pin của nó đã được thay đổi và khá giống với những sản phẩm flycam bây giờ, có thể tháo lắp rất là dễ dàng. Bên cạnh đó, pin của Avatar 2 cũng có hình thức và kiểu sạc tương tự như flycam với dock sạc 3 pin. Và nó có tính năng chuyển lượng pin dư của hai pin cho một viên còn lại, có thể giúp bạn bay thêm một lượng ngắn nữa. Đối với mọi thiết bị quay chụp thì cái điều mà chúng ta quan tâm nhất đó là chất lượng camera. Và trong cái dòng FPV drone của DJI thì chất lượng camera là cái điều mà luôn được nâng cấp thông qua từng thế hệ. Camera của DJI Avatar 2 hiện nay sử dụng cảm biến CMOS 1.3 inch, lớn hơn so với cảm biến CMOS 1.7 inch của Avatar drone thế hệ trước. Chỉ với riêng cảm biến lớn hơn thì hình ảnh thu về cũng sẽ có nhiều chi tiết hơn và có chất lượng tốt hơn rất nhiều trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Giống như phiên bản trước thì Avatar 2 có thể quay được 4K 60fps, nhưng điểm mới là hãng đã trang bị khả năng quay HDR cho Avatar 2 và đồng thời có hỗ trợ chế độ màu DLogM 10bit giúp chúng ta can thiệp nhiều hơn trong quá trình hậu kỳ. Và nếu như có nhu cầu đi bay nhiều thì mình khuyên bạn nên sử dụng Avatar 2. Bởi vì ở phiên bản này thì máy đã được nâng cấp cái bộ nhớ trong lên rất là nhiều. Cụ thể thì nó có bộ nhớ trong lên tới 46GB, đỡ hơn gấp đôi so với phiên bản trước. Vậy nên là nếu mà có lỡ quên lắp thẻ nhớ thì chúng ta vẫn có thể thu về những cái thước phim rất là chất lượng. Với bộ điều khiển thì DJI Avatar 2 tương thích với phiên bản kính Goggle 3 và tay cầm Rose Motion 3 hoặc là DJI Remote Controller 3 thế hệ mới. Những thiết bị này đều có những cải tiến so với phiên bản cũ. Chúng đều được nâng cấp sử dụng hệ thống chuyển sóng O4, giúp chuyển video có độ trễ thấp hơn và đồng bộ với chuyển động của drone. Khoảng cách chuyển của Avatar 2 có thể lên tới 13 km, hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu 1080p ở 100fps. Theo như mình biết thì ở thời điểm hiện tại, DJI Avatar 2 chỉ có thể tương thích với tay cầm Rose Motion 3 và Remote Controller 3. Có lẽ ở trong những cái bản cập nhật tiếp theo thì Avatar 2 mới có thể sử dụng được với những cái bộ điều khiển phiên bản trước. Khác với thế hệ cũ, kính Goggle 3 có thiết kế tích hợp kính với dây đeo và có miếng nệm chắn. Mình đeo thử Goggle 3 thì thấy rất là thoải mái và cũng rất là tiện lợi khi mà có thể đeo kính ở cổ trong những cái lúc mà chúng ta không sử dụng drone. Và nếu mà bạn là người bị cận thị như mình thì cũng có thể thoải mái đeo, vì ở trong kính có mắt len có thể điều chỉnh từ trừ 6 diop tới cộng 2 diop. Còn kính Goggle 2 của Avatar thì cũng có thể điều chỉnh từ trừ 8 diop tới cộng 2 diop.
Điều khiến Google 3 tiện lợi hơn hẳn so với phiên bản tiền nhiệm đó là nó có hai camera ở phía trước kính cho phép người dùng quan sát môi trường bên ngoài mà không cần phải mất công tháo ra đeo lại. Ngoài ra, một khả năng mới nữa của Google 3 đó là kết nối với điện thoại thông qua Wi-Fi để phát nguồn cấp dữ liệu trực tiếp trên ứng dụng DJI Fly, và chúng ta sẽ không cần kết nối dây dợ rất là lằng nhằng như trước nữa. Về phần tay cầm điều khiển, DJI Avatar 2 sẽ thường được sử dụng với một chiếc tay cầm điều khiển bằng cử chỉ RC Motion 3. Chúng mình đã giới thiệu về dòng tay cầm RC Motion ở những video trước, bạn có thể tìm xem lại trên kênh nhé. Tay cầm điều khiển RC Motion 3 thế hệ mới vẫn có ngoại hình nhỏ gọn, được thiết kế dùng cho một tay. Nó thậm chí còn nhỏ và nhẹ hơn phiên bản RC Motion 2 trước đó, giúp đem đến trải nghiệm sử dụng thú vị và đơn giản hơn. Khi mà cầm trên tay thì mình mới để ý rằng là thiết kế của nó có thay đổi một chút so với phiên bản tay cầm của Avatar. Khi mà cầm thì điều khiển thì nó rất là thoải mái. Và theo như sản xuất thì cái pin của tay cầm này cũng được cải thiện lâu hơn so với phiên bản trước đó. Và chắc chắn thì đây là một cái tay cầm rất là nhỏ gọn và siêu tiện lợi cho những ai mà ưa mạo hiểm và muốn có cái cảm giác trải nghiệm chân thực nhất. Bên cạnh đó thì đối với những ai mới tập chơi hay là với những người mà thích bay theo cái kiểu truyền thống thì DJI Avatar 2 cũng cho đi kèm với phiên bản tay cầm Remote Controller 3. Tuy nhiên thì chúng mình hay bay drone với cái tay cầm RC Motion nên là mình cũng chưa có cơ hội để trải nghiệm cái tay cầm này nhiều lắm. Về ngoại hình, tay cầm Remote Controller 3 sẽ khá giống phiên bản trước đó, chỉ khác ở chỗ là nó không có phần anten chữ T và nó cũng sẽ nhẹ hơn một chút. Và như mình đã nói ở trên thì chiếc tay cầm Remote Controller 3 cùng với các thiết bị đi kèm với Avatar 2 sẽ sử dụng công nghệ truyền sóng O4. Vậy nên là cái điều bạn cần lưu ý rằng là ở thời điểm hiện tại thì cái tay cầm này sẽ chỉ sử dụng được với Avatar 2 mà thôi. Và nếu mà bạn muốn sử dụng kèm với các sản phẩm flycam khác của nhà DJI thì bạn nên cân nhắc việc sử dụng cái tay cầm Remote Controller 2 thế hệ cũ. Sau khi xem qua một loạt những cái điểm mới của Avatar 2 thì chúng ta cùng quay lại với câu hỏi là có nên nâng cấp và sử dụng Avatar 2 hay là không. Trên thực tế thì chính hãng DJI cũng đang khuyến khích người dùng sử dụng FPV drone nhiều hơn, bởi vì cái giá thành ra mắt của DJI Avatar 2 cũng không quá cao so với phiên bản DJI Avatar. Và bản thân mình cũng nghĩ rằng đây là chiếc FPV drone xứng đáng để đầu tư cho những người làm nghề và cả những người ưa mạo hiểm, thích có những cái trải nghiệm rất là chân thực. Kể cả với những cái người mới mà mới tập chơi FPV drone thì Avatar 2 vẫn là một cái sự lựa chọn phù hợp. Và trên đây là tất cả những cái so sánh của chúng mình về DJI Avatar và DJI Avatar 2. Và nếu bạn có cơ hội trải nghiệm và thấy có cái điều gì mới nữa thì hãy comment ở bên dưới video này nhé. Và đừng quên để lại cho chúng mình một like, một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.